Hello, xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người lại đến với kênh của mình nha mọi người nhé. Mình là Rick Quý Ông đây. Trận đấu ngày hôm nay thì gặp được một cái team nó tận đến 4 bạn top luôn mọi người ạ. Tính cả mình chỉ có mỗi đó là Vera, bạn ấy không có top luôn. Đó thì trận đấu này mà thua cái là biết lỗi tại ai luôn ạ. Đó. Cái trận đấu này bên kia này cũng rất là nhiều top, rất là căng các bạn nhá. Đó, ở đây nhìn vị trí của Ngộ Không nhá. Mình đi solo với lại Ngộ Không mọi người ơi. Còn Zuka sẽ là vị trí đảm nhiệm đi rừng bên team bạn. Ở đây thì nếu mà bạn Ngộ Không bạn đánh theo cái lối đó là bạn chỉ đép lính ở trong trụ thôi. Và bạn ấy sẽ đi bạn đảo lên và farm lấy đồ xanh thì bạn ấy mới có thể ăn được mình. Chứ còn nếu mà bạn muốn solo trực diện với mình thì chắc chắn là cái kèo này Ngộ Không thua rồi. Đó, Ngộ Không hoàn toàn là không ăn được Richter đâu nha mọi người nha. Đó. Và đây là cũng là một cái bạn top Ngộ Không nha mọi người nha. Đó thì nó top tỉnh thôi nhưng mà bạn ấy cũng khá là hay rồi. Đó. Thế nhưng mà mặc dù là bạn ấy có cái lượng đam rất là to đấy, thế nhưng mà đổi lại là bạn ấy sẽ không thể là farm đều được với mình đâu mọi người ơi. Đó, không thể mà farm đều cũng như là không thể nhanh xanh được. Tại vì cái lane này bạn ấy đi lên tốt với mình thì thực ra mà nói nếu mà bạn ấy đối diện trực diện với mình như bây giờ này thì bạn ấy khổ rồi. Đó, nếu mà các bạn muốn solo với Richter mà các bạn cầm Ngộ Không ấy thì tốt nhất là các bạn không nên là đối mặt với Richter trực diện đầu game, mà các bạn hãy tập trung vào đi farm lên đồ, sau đó là các bạn đảo ganh và lấy cái lợi thế cũng như là thủ trụ thật là tốt vào. Đó, tránh những cái tình huống mà Richter ganh cũng như là đồng đội của họ đó là team bên bạn ganh, thì khi mà các bạn cầm cái con Ngộ Không các bạn mới chắc tay được. Chứ còn để mà solo trực diện đầu game như thế này thì Ngộ Không hoàn toàn là ép ghế cho mình các bạn nhé. Nó thì cái chất tướng nó đã hôn rồi, cộng vào cái việc đó là nó lại kiểm soát bụi tốt như vậy thì Ngộ Không rất là khó trốn mọi người nhá. Đó, ok, pha này đây mình đang khều nhẹ Ngộ Không một xíu nhá. Rồi, một chọc đút ra mọi người ơi. Đó, pha này thì thôi, Ngộ Không ăn cái đạn thuần quang của top Lavi thì cũng gần ngất luôn mọi người ạ. Đó, pha này thì mình gạ Ngộ Không lên nhá. Đó, đi hết sức là sai lầm này. Rồi, như vậy là mình sẽ bật ulti luôn. Ở đây thì bạn ấy kể cả là có tàn hình đi chăng nữa thì sẽ vẫn bị cái ulti của mình nó giật nổ nhá. Đó, như vậy kết thúc được cái mạng Ngộ Không rất là thương luôn. Cảm ơn Lavi rất là nhiều luôn. Đạn thuần quang. Rồi, như vậy là đạn thuần quang đã giúp mình lấy được cái mạng của Ngộ Không. Rất là hay luôn. Ở đây mình đang nhìn vị trí của nó là bạn top Vred. Một lát nữa thôi thì mọi người có thể thấy đó là bạn top Vred này này. Bạn ấy có thể hiện trình độ đó là một máu cân 2 luôn mọi người nhá. Đó, cân cả Zuka lẫn là vị tướng Rat luôn. Đó, rất là kinh khủng luôn. Đánh Vred cực kỳ khét mọi người nhá. Đó, tranh thủ ở đây thì mình không nhìn Zuka đâu cả. Nghĩ là Zuka sẽ đứng trên cái bụi này nhưng mà thôi, Vred chắc chắn là có chừng trị này. Đó, cho bạn lấy đi. Ở đây thì mình đang muốn là kê cái đường Ngộ Không. Ngộ Không vừa nhìn thấy cái vị tướng Vred ăn cái con nó là cái con ca sơ xong thì chắc chắn là bạn sẽ tụt về trụ. Bạn ấy nghĩ là Vred sẽ lên ganh. Đấy, nhưng bây giờ bạn nhìn thì Vred sẽ xuất hiện đường mid này rồi. Và đã xuất hiện đường mid này rồi thì chắc chắn là bạn sẽ di chuyển lên mọi người nhá. Đó, nhìn Vred rồi thì chắc chắn sẽ di chuyển lên. Đây, mọi người nhìn chưa? Đó, núp rất là kỹ luôn. Nhưng pha này thì cụ đi chân lạnh toát rồi. Liệu có chạy được không đây? Đó, một chọc nhá. Rồi, như vậy là vẫn có thể chạy được. Nhưng ở đây mình đang nhìn vị trí của đó là Ngộ Không đi khá là hớ hình này. Rồi, như vậy là xong. Vẫn còn cố tham lính này. Kể cả là mình có nằm xuống đi chăng nữa thì nó vẫn là rất lãi mọi người nhá. Đó, ok. Thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy là cái màn solo kill giữa team bạn và team mình. Đây, mọi người có thể nhìn vị trí Vred nhá. Một chấm máu cân 2 luôn này. Này, rồi ôi, nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy hay chưa? Và đây là tiếp tục là top Lavi nhá các bạn nhá. Lavi bắn đạn thuần quang này. Này, các bạn nhìn này, cái đạn thuần quang này. Rồi, lấy luôn cái mạng của Rat này, rất là hay luôn các bạn nhá. Đó, để mà nói là gặp những cái trận đấu mà toàn những cái top như thế này các bạn ấy đánh cực kỳ khét luôn. Đây là vị trí của đó là Slim, kết thúc cái mạng Slim. Như vậy là team bạn nằm xuống đến tận là 4 người rồi. Và còn cái vị trí là Ngộ Không nữa thôi. Là Ngộ Không ở đây thì mình cho nằm xuống luôn nhé mọi người nhá. Đó, nằm xuống đi cùng với các bạn ấy cho nó vui. Ok, ở đây mình lùi lại một nhịp nhá. Một lần hất tung nữa này. Rồi, lại lùi lại một nhịp này, một lần chọc nữa nhá. Đó, đang khều Ngộ Không này. Bây giờ Ngộ Không chỉ cần ra một cái là sẽ ăn một cái combo chiêu một cộng tốc biến của mình vào thẳng trụ luôn mọi người ơi. Tại vì mình biết bây giờ là cái lượng máu của Ngộ Không nó không còn cho phép để mà bạn ấy thủ trụ nữa rồi. Nên bắt buộc mình sẽ ép trong pha này mọi người nhá. Đây, vẫn còn cú gõ mình này. Rồi một cái tốc biến vào này. Kết thúc cái mạng Ngộ Không rất là thơm luôn. Ok, trên này mình giữ cái chiêu 2 nhá. Đó, đợi đi ra khỏi cái thầm trụ thì mình hãy sử dụng cái chiêu 2. Chứ các bạn đừng sử dụng cái chiêu 2 nó sớm quá thì sau đó nó sẽ bị fail và các bạn bị trụ bắn nằm lại đấy. Pha này ở đây thì Rat định làm gì Vred bạn ơi? Đó, Vred thì bạn ấy ngoáng nội tại rất là ghê rồi. Thế nhưng mà không ghê được bằng mình liếm mạng đâu. Đó, ok thì Vred cho mình xin một mạng nha. Đó, cùng là cái cảnh tốt với nhau thì ngại gì mà không cho nhau một mạng nhỉ.
đó mà mình lại còn đi tốt, mình có đi rừng đâu, thiệt thòi hơn bạn rất là nhiều. Ở đây mình nhìn vị trí của Zuka mọi người nhá. Zuka thì pha này chắc chắn sẽ dồn cho mid này, đó, chắc chắn sẽ dồn cho mid nhá. Đó, mình sẽ farm nhẹ lính ở đây một cái thôi. Có ngộ không ra này mình vẩy cái chiêu 2 xong nó là đủ lại nhá. Ok. Ở đây thì mình đang rón rén ạ. Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Chắc chắn là ra mid, mình vừa mới bảo bị mình vừa mới bảo xong rồi chắc chắn sẽ là ra mid thì thành ra là vừa nói xong thì bạn ấy cho ngay một cái trầm trọng lực vào mồm. Đó. Cho ngay một cái trầm trọng lực vào mồm, méo vào mồm luôn. Bây giờ thì còn tầm khoảng đó là 40% máu này. Ở đây thì vẫn sẽ thủ được nhưng mà mình không muốn di chuyển xuống cái đường bụi kia và mình sẽ đi thẳng cái đường trụ này vì mình nghĩ là Zuka chắc chắn sẽ ở trong cái bụi trên đấy. Nếu mình đi di chuyển ở bụi thì với cái khả năng lươn lẹo của cái thằng top Zuka này ấy, thì nó sẽ bắt mình lại ở đấy. Đó, do vậy mình sẽ đi thẳng cái đường trụ này nhé mọi người nhá. Ok, thì ở đây mình vẫn có ngộ không thì mình sẽ không ra đâu, chưa nhìn thấy cái dòng Zuka thì chưa ra mọi người nhá. Đó, ở đây thì bạn Vera đi khá là sai nhá. Rồi ăn hai gõ lên bảng đấy, mọi người thì nhìn thấy không, cái lượng đam quá kinh khủng luôn. May là mình còn lên cái giày, nó là cái giày giáp ấy mọi người ạ. Đấy, đây, mọi người nhìn cái Zuka này. Rất là tỉnh nhá. Đảo đường rất tốt luôn. Đép cái link mid này cực kỳ là tốt luôn. Thấy mình di chuyển ở dưới kia cũng như là team mình di chuyển trên kia một cái là y rằng là muốn là cấu định mid của mình. Đó, bây giờ thì team bạn bị thọt khá là nhiều và team bạn đang muốn là kéo giãn cái đội hình ra và cấu lẻ trụ mọi người nhá. Đó. Thì các bạn có bảo mình nó là có cái trang bị cũng như là có cái phù hiệu mà mình cứ làm đi làm lại suốt thì cái phù hiệu đấy đối với các bạn thì nó không mạnh, thế nhưng mà đối với mình chơi và mình cái biết cái tận dụng được cái phù hiệu đấy thì nó cực kỳ là mạnh mọi người nhá. Còn cái việc là các bạn chơi ma chú hay là các bạn chơi cái gì đi chăng nữa, nó chơi du hiệp chẳng hạn thì vẫn cứ là ok mọi người nhá. Đó, vẫn cứ là ok thôi. Mình cũng chỉ cần nó là cái nội tại từ cái đường sông tăng tốc chạy cộng thêm cái phù hiệu đấy, mọi người mang thêm cái tăng tốc chạy thôi. Chứ còn khi mà các bạn chơi theo cái lối đánh nó là các bạn lên đấu khí này chẳng hạn, hoặc các bạn lên du hiệp này, hoặc là các bạn lên mộc sát nọ kia, đó thì nó đều được cả đó. Thế nhưng mà với cái trói buộc này của mình thì nó hơi dị mọi người nhá. Đó, cái trói buộc này của mình nó hơi dị tại vì là mình cần cái sự có quay tốt trong giao tranh cũng như là có cái lượng giáp và giáp phép đầu game rất là tốt. Do vậy là mình muốn lấy cái trói buộc này. Chứ còn các bạn đánh theo cái hệ công thì các bạn vẫn có thể là sử dụng đó là đấu khí thôi, có gì đâu, đơn giản mà. Chứ mọi người đừng bảo là nó yếu hay là nó không yếu mọi người nhá, tùy vào cách đánh thôi. Chứ còn cái phù hiệu ấy khi mà đến cuối game rồi nó cũng không giải quyết được vấn đề gì nhiều đâu. Đó, pha này thì đây mọi người nhìn thấy là Mina ngoắc mình lại để cho mình lấy cái mạng của Mina. Pha này ngộ không tàn hình qua đây nhá mọi người nhá. Đây rồi, lạ gì cái thằng ngộ không này, nó lươn mãi rồi. Cái kiểu đấy của nó mình gặp rất là nhiều rồi mọi người ạ. Đó. Chỉ cần nhìn thấy bóng một cái thôi là không thể tàn hình được rồi. Tại vì mọi người để ý là ngộ không thì nó thường di chuyển ở trong những cái bụi và sau đó nó tàn hình và nó sẽ bắt lẻ team mình. Thế cái việc đó là các bạn cầm Victor và các bạn kiểm soát bụi nó rất tốt như vậy thì ngộ không hoàn toàn là không có cửa mọi người nhá. Mình nói luôn là không có cửa luôn. Nó chắc chắn là cái ghế rồi, tại vì không phải bạn. Ok, thì phát này ở đây mình muốn lấy cái trụ này cũng như là mình gạ xem là team bạn có ai ra đép cái trụ này không, để mà mình bắt lại luôn các bạn nhá. Ok, thì mình sẽ đứng ở trong cái bụi này. Cái con lính này ngứa mắt thật đấy, chọc cho nó không chọc này. Rồi lướt ra cộng chiêu 2 cả. Ok, ở đây có rát mọi người ơi. Thôi xong rồi, có cả ngộ không luôn mọi người ạ. Rát này, pha này, ui rát ủi mù mắt luôn mọi người ơi. Lướt qua đây này, né đam của ngộ không. Rát tốc biến qua thì mình tốc biến qua đây. Cả ăn gần một cái đấm của rát. Đó, ao nhây thành công mọi người ơi. Quá là hay luôn. Ao nhây. Ai, bây giờ là ai. Rick quý ông như còn ai nữa vào đây. Đó, kỹ năng thì nó đúng là cái ghế rồi, thì không phải bàn luôn mọi người ạ. Này thì ngộ không này, dí tôi này bạn này. Lần sau bỏ nhá bạn nhá. Đó, chừa em nhá. Lần sau không được dí Richter nữa đâu nhá. Đó, là cái bài học rút ra đó là khi mà thấy Richter yếu máu thì đừng có dí nhá. Ok, ở đây muốn bắt vào vị trí của Zuka nhưng mà Zuka lướt khá là xa. Bạn ấy sử dụng cái trầm trọng lực thì bạn ấy sẽ được hồi cái chiêu 1 cũng như cái chiêu 2. Đánh với tầm với bạn ấy thì hoàn toàn là không đuổi kịp đó. Kể cả cái nội tại đường sông cũng tốc biến đi chăng nữa thì nó vẫn rất là khó. Ok, ở đây mình đang nhìn vị trí của team mình. Có bạn Gindu bị kéo vào và khá là toang rồi. Đây thì mình sẽ đứng vòng lên trên này và mình muốn tìm vào vị trí của AD mọi người nhá. Mình đang ghi map vào vòng lên trên này, muốn tìm vào vị trí của AD này. Đó, thế nhưng mà AD rất là tỉnh. Bạn ấy không đi sát những cái bụi mà bạn ấy không có tầm nhìn đâu. Cái bạn Slim này chơi rất hay luôn nha mọi người nhá.
và không biết là phải top Việt Nam hay là top gì không, mà đánh rất là hay luôn. Đánh cái con Slim này di chuyển rất là hay. Đây mọi người có thể nhìn thấy là đánh rất là tỉnh luôn, không bao giờ di chuyển sát cái bụi mà chưa lấy được cái tầm nhìn. Đó, đánh rất là hay. Ok, thì cái mạng sát đao của mình lại vào cái vị trí của Slim rồi. Rất là nguy hiểm, cái mạng của mình nó rất là nhiều vàng luôn mọi người ạ. Ăn được cái mạng đấy của mình thì khả năng nó phải rơi vào tầm khoảng đó là 500 vàng cơ, 450 đến 500 vàng. Mà để AD đi mạng xanh thì nguy hiểm quá. Đó, ta pha đó để SP ăn vàng của mình thì có phải ngon hơn không? Ok, kéo lết bây giờ là không ổn đâu các bạn ơi. Đó, kéo lết bây giờ là hoàn toàn không ổn một xíu nào đâu. Vì con Slim bây giờ nó bắn theo phần trăm máu mà để nó kéo lết thì nát cả tim luôn mọi người ạ. Nó chỉ cần đứng nó rỉa có mấy cái đường cơ bản thôi là vị tướng VNS của mình không kịp thở luôn. Đó, thì ở đây cái vấn đề bây giờ nó đã đặt ra, nó là phải bắt làm sao được cái con Slim này này. Đó là cái bài toán này thì giải quyết ra sao thì các bạn cùng mình theo dõi nhá. Mình cũng chưa biết là giải quyết ra sao cả. Mình bây giờ chỉ mới là đi dọn lính này, sau đó mình sẽ tìm những cái pha setup mà có thể nhìn vào vị trí Slim để mà mình bắt nó được. Giữ sai rất là tốt luôn mọi người ạ. Đó, giữ vị trí rất là tốt luôn. Luôn đi sau cái vị tướng Mina và luôn là người gây đam cuối cùng mọi người nhá. Luôn là người gây đam mà dồn vào cuối cùng. Khi mà đã nhìn thấy team mình hết chiêu rồi, pha này Windu rất là hay mọi người nhá. Đúng là top Windu khác mọi người ạ. Đấy, các bạn có thể thấy là đánh cùng với những cái top tỉnh, top tỉnh, top miền thì nó nhàn hơn bao nhiêu mọi người ạ. Mình không phải là gánh mịt quá là nhiều. Đó, thì pha này có tầm nhá mọi người nhá. Có tầm cái nội tại đường sông này, cộng ulti vào luôn này mọi người này. Đó, Mina thì hết máu rồi, có quay lại làm gì. Mina này bạn bị cuống mọi người ơi. Bạn ấy đã khiêu khích mình rồi mà bạn ấy còn bật cái tốc biến thì mình chả đi theo bạn ấy thì đi theo ai. Đó, mà đi theo thì cái vùng sát thương chuẩn, cái vùng diệt quỷ nó vẫn còn, thì thành ra là bạn bị giật sát thương chuẩn và phải nằm lại pha đó. Đó, rất là ngáo luôn. Có nhiều kiểu gì mọi người ạ. Đã đó là khiêu khích rồi lại còn bật tốc biến đi nữa, chịu luôn ạ. Rồi, mà cái vòng sát thương chuẩn của mình nó dài chứ nó rộng chứ nó có phải là ngắn đâu. Đấy, thì bây giờ team mình tranh thủ cái cơ hội mà mình bắt được AD cũng như bắt được FP đi bạn. Đó, có thể kiểm soát được con Kha'Zix này rồi. Đó, đây là cũng là một cái lợi thế mà các bạn cần thiết. Các bạn đánh Victor cũng như là các bạn đánh vị tướng nào đi chăng nữa thì các bạn cũng phải cần thiết làm được cái điều như thế này. Tức là các bạn có thể bắt được AD của team bạn thì cái trận đấu sẽ rất là dễ thở hơn, và cũng như là sẽ giúp cho team mình kiểm soát mục tiêu tốt hơn. Đây mọi người nhá, nhìn cái con gấu này này. Cái con gấu này nó cũng là tốt đấy mọi người ạ. Đó, thì nó là một trong những cái thành phần mà gánh team rất là tốt trong team bạn luôn. Đó, bây giờ thì cái thiên hướng của nó sẽ ưu tiên là đẩy lẻ, kéo giãn cái đội hình của team mình ra. Đó, khi mà mọi người nhìn thấy team mình có mình bị kéo giãn ra thì team mình chỉ còn lại 4 người thôi và cái đội hình là 4-1. Như vậy thì nó sẽ rất dễ bắt vào AD. Đó, nó sẽ rất dễ bắt vào AD và nó sẽ không phải chịu cái lượng đam của mình. Đó, đó là cái cách mà nó kéo giãn team mình, sau đó là nó dồn giao tranh mọi người nhé. Đó, nên các bạn lưu ý cho mình, khi mà có một cái thành viên mà đang đi đép lính ấy mà nó ở khá là xa thì các bạn tránh là trong những cái trường hợp cảm thấy giao tranh nó không ổn thì các bạn không nên giao tranh nhá. Pha này thì thôi. Đó, Mina đi khá là lỗi. À mà khoan mọi người ơi, hai cái thằng khỉ với cái thằng rat đâu nhỉ? Ui rồi thôi anh rồi, được, giỏi lắm, hai thằng giỏi lắm. Rồi, cay mình rồi mọi người ạ. Đó, nó cay mình từ vừa nãy rồi, hai thằng nó không bắt được mình, bây giờ là nó bày binh bố trận này thì nó thập diện mai phục để mà nó hấp diêm mình. Thế nhưng mà không hấp diêm được và đã phải nằm lại đến hai mạng rồi. Đó, chừa nhá, bỏ nhá, vẫn còn cố này. Thôi pha này thì băng luôn mọi người nhá. Mà hơi sai, bị rát ủi khá là sâu. Lại cái thằng này nữa rồi, lại cái thằng rát mọi người ạ. Thôi pha này thì bây giờ may sao là kết thúc được mạng của Slim. Chứ nếu pha đó mà để Slim còn sống thì khả năng là thông hai cái trụ đường mid này mình luôn mọi người ơi. Mình hiểu rồi mọi người ơi, nó biết là mình là cái thành phần hay đi núp bụi, thành ra là nó đứng sẵn trong cái bụi đó, nó đợi mình đến mọi người ạ. Đó, ở đây thì mình sẽ đứng ở trong cái bụi này và đợi Slim đến mọi người nhá. Đó, pha này ôi báo thủ rồi, bị khiêu khích luôn. Báo thủ, ôi báo đời, báo thủ Windu rồi luôn, xong luôn mọi người ơi. Đó, với pha đứng đẹp như thế mà mình đã sử dụng cái chiêu 1 cộng cái tốc biến là trong đầu mình đã nghĩ như vậy rồi. Và ulti nữa để mình băng vào cái vị trí AD đằng sau. Thế qua nào ông Windu ông lại đi sát đến gần, thì thành ra là cái con Mina nó ngoắc ông ấy, ngoắc luôn cả mình vào mọi người ạ. Và ông ấy giải sớm quá, giải pha đó thì có gì đâu mà giải, cứ cần giải nó là cái khiêu khích kia. Rồi ôi, pha
Hà đó thì mình cũng rất là khó chạy luôn, tại vì bây giờ bắt buộc phải chơi luôn. Và trong pha đó thì chạy cũng không được mọi người ạ. Đây, pha này rất là hay, có bạn Vered cũng như là bạn Top Lavi, nó bắn rất là gắt cũng như là bổ xiềng xích, quay xích rất là tốt mọi người nhá. Nó quay chảy nước ra slim luôn, nó quay slim chảy nước luôn đó. Quay rất là nhiều nước luôn mọi người ơi. Đây, và đã bị bạn Ngộ Không sát đao rồi. Dưới này khả năng là muốn đánh rồi mọi người ơi. Đó, cái thằng Rat với cái thằng Ngộ Không hay cái thằng Tống Hà này lúc nào cũng đi cùng với nhau này. Đấy, lại lần lại cả hai bây giờ này. Đó, một thằng này, còn một thằng nấp đâu. Đó, á ở đây rồi luôn. Đó, pha đó là cái ý định của chúng nó là muốn bắt cái thằng vị tướng AD bên mình ấy, cái thằng Lavi ấy. Thế nhưng mà lại bị fail là bạn Lavi bạn chơi quá là hay, và Hindu cũng vậy. Thì muốn bắt vào vị trí AD, sau đó là để ăn ca sơ và đẩy win nhà luôn. Thế mà không có vé đấy đâu. Ok, ở đây thì trên kia bạn Vera bạn cũng đã rất là hay, và bạn đã kết thúc được cái mạng của nó slim rồi. Và cái việc đó là team bạn không có ai thủ nhà để trận đấu đến đây cũng sẽ là kết thúc thôi mọi người ơi. Đó, nếu mọi người thấy hay hữu ích thì mọi người đừng quên cho mình một like, subscribe kênh để kênh của mình càng ngày càng phát triển và phục vụ người tốt hơn nha mọi người nhé. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo nha.